Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ giải chuyên đề chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật của nội dung của chương trình sinh học 11. Chúng ta bắt đầu với câu số 1. Nhóm vi sinh vật nào sau đây cộng sinh với cây họ đậu? Như vậy nhóm vi sinh vật mà cộng sinh với cây họ đậu là những cái vi khuẩn cố định nitơ. Ví dụ như trong cây họ đậu là có chứa vi khuẩn rhizobium. Rhizobium này là có chứa enzyme gì các em? Nitrogenase. Và enzyme này có vai trò là bẻ gãy liên kết ba cộng hóa trị bền vững của gì? Nitơ để kết hợp với H2 để tạo ra NH3. Được chưa? Và NH3 này sẽ tạo ra gì các em? NH4 cộng. Này. Câu 2, nước và ion khoáng được di chuyển từ rễ lên lá nhờ hệ mặt nào? Đó là nhờ hệ mặt gì? Gỗ. Câu 3, khi nói về hô hấp của thực vật, phát biểu sau đây đúng. Quá trình hô hấp ở hạt đang nảy mầm diễn ra yếu hơn so với hạt đang ở trong giai đoạn nghỉ. Sai nhưng em. Ở hạt đang nảy mầm thì diễn ra mạnh hơn. Quá trình hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian cho quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể, đúng không em? Đúng. Phân giải kỵ khí bao gồm có Krebs và chuỗi truyền trong hô hấp. Phân giải kỵ khí thì bao gồm có đường phân và lên men nha. Còn đối với chu trình Krebs và chuỗi truyền trong hô hấp là của những em hô hấp hữu khí. Câu D, ở phân giải kỵ khí và hữu khí, quá trình phân giải glucose thành axit pyruvic đều diễn ra trong tinh thể. Sai. Glucose mà thành axit pyruvic thì đây là quá trình đường phân. Mà đường phân thì xảy ra trong những em tế bào chất. Như vậy câu 3 B. Câu 4, trước khi đi vào mạch gỗ của rễ, nước và các ion khoáng hòa tan luôn phải đi qua cấu trúc nào sau đây? Đó là luôn đi qua gì em? Tế bào nội bì. Câu 5, quá trình liên kết H2 với N2 để hình thành nên NH3 được các vi sinh vật thực hiện gọi là quá trình gì? Cố định nitơ. Câu 6, phát biểu nào đúng khi nói về qua pha sáng của quang hợp và thực vật? Số 1, pha sáng là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học chứa trong ATP và NADPH. Đấy, đúng nha. Pha sáng diễn ra trong chất nền stroma của lục lập. Sai. Pha sáng thì diễn ra trên màng tilacoid nhân em của lục lập. Còn ở chất nền stroma, đây là nơi diễn ra pha tối. Số 2 sai. Pha sáng sử dụng CO2 làm nguyên liệu cho quá trình quang phân ly nước. Nguyên liệu cho quang phân ly nước thì đó là nước chứ không phải là CO2. CO2 là nguyên liệu của pha gì? Pha tối chứ không phải pha sáng. Số 3 sai. Pha sáng phụ thuộc vào cường độ ánh sáng và thành phần quang phổ của ánh sáng, đúng nha. Chúng ta có hai phát biểu đúng. Câu 7. Ở cây xương rồng, nước chủ yếu được thoát ra qua cơ quan nào sau đây? Ở xương rồng thì nước chủ yếu thoát qua gì các em? Thân. Bởi vì ở các loài, đa số ở các loài thì nước nó sẽ thoát ra ngoài qua lá. Tuy nhiên ở xương rồng thì lá biến đổi thành gai, cho nên là nước thoát chủ yếu qua thân. Câu 8, cấu trúc nào sau đây rễ cây có vai trò hỗ trợ kiểm soát các chất đi vào mạch gỗ? Đó là vành đai cáp ri. Vành đai cáp ri là có vai trò kiểm soát lượng nước và các ion khoáng hòa tan vào trong mạch gỗ của rễ. Câu 9, loại tế bào nào sau đây điều tiết quá trình thoát hơi nước vào lá cây? Để điều tiết quá trình thoát hơi nước vào lá cây thì đó là tế bào khí khổng. Câu 10, khi nói về mạch gỗ và mạch ray, đúng. Mạch gỗ được cấu tạo từ các tế bào sống là sai nha em. Được cấu tạo từ các tế bào chết chứ không phải là sống. Mạch ray vận chuyển các chất từ lá xuống rễ, đúng. Hay mình nói cách khác là từ cơ quan nguồn đến cơ quan chứa. Mạch gỗ chỉ vận chuyển nước và ion khoáng, sai từ chỉ. Bởi vì ngoài việc vận chuyển nước và ion khoáng thì mạch gỗ còn vận chuyển gì các em? Các chất hữu cơ được tổng hợp ở rễ. Mạch ray gồm các tế bào sống và tế bào chết, sai. Gồm các tế bào sống. Như vậy 10B. 11. Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố đại lượng? Đó là nitơ, là nguyên tố chiếm tỷ lệ khối lượng lớn trong cơ thể. 12. Khi nói về quang hợp và thực vật, phát biểu nào đúng? Năng suất sinh học của C4 thấp hơn C3, sai. Cao hơn, bởi vì C3 là có hô hấp sáng, còn C4 thì không. Chu trình Calvin chỉ có ở C3, cũng sai luôn. Ngoài C3 thì còn có C4 và can. Cả ba nhóm này đều có chu trình Calvin để tổng hợp C6H12O6. CO2 được sử dụng cho pha tối của quang hợp, đúng.
CO2 là nguyên liệu của pha tối. Quang hợp xảy ra ở mọi tế bào thực vật là sai. Vì sao? Chỉ những tế bào nào có chứa lục lập và sắc tố quang hợp thì mới tiến hành quang hợp. Câu 13. Khi nói về hô hấp của thực vật, bao nhiêu phát biểu đúng? Nếu không có oxy thì thực vật tiến hành phân giải kỵ khí để lấy ATP đúng nha. Còn nếu có oxy thì sẽ đi vào axit pyruvic, sẽ đi vào gì các anh? Ti thể để thực hiện gì? Chu trình Krebs và chuỗi truyền Erdős hô hấp. Số 2, năng lượng tích lũy trong ATP được sử dụng cho nhiều hoạt động sống của cây đúng. Số 3, quá trình phân giải hiếu khí và kỵ khí ở thực vật đều tạo ra ATP đúng. Đối với hiếu khí thì tạo ra 38 ATP, đối với kỵ khí thì chỉ tạo ra 2 ATP thôi. Từ một mol glucose trải qua phân giải kỵ khí sẽ tạo ra 2 mol ATP đúng không? Như vậy câu này 4 ý đúng nha em. Câu 14, nồng độ ion NH4 cộng trong rễ cây là 0,2%, trong đất là 0,1%. Như vậy trong đất cao hơn hay là trong cây cao hơn các em? Trong rễ cây cao hơn. Cây sẽ hấp thụ NH4 cộng nhờ cơ chế là như vậy, hấp thụ đi vào có nghĩa là từ trong đất đi vào trong cây, từ thấp đến cao, như vậy vận chuyển chủ động ngược chiều với nồng độ và tiêu tốn năng lượng. Câu 15. Khoảng nhiệt độ thuận lợi do quá trình quang hợp của đa số cây trồng nhiệt đới là 25 đến 35 độ C. 16. Loài thực vật nào sau đây có hiệu suất quang hợp cao nhất? Đó là ngô. Bởi vì sao? Có 3 nhóm C3, C4 và cam. Thì C4 là nhóm mà có hiệu suất quang hợp cao nhất, bởi vì C3 có hô hấp sáng, còn C4 thì không. Còn đối với cam là do điều kiện sống khắc nghiệt, cho nên là hiệu quả quang hợp cũng sẽ thấp. 17. Trong cơ thể thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào là vi lượng? Carbon, nitơ, kali là đại lượng hết nha em, kẽm là vi lượng. 18. Biện pháp nào không giúp tăng cường quang hợp ở cây trồng? Bón, phân, tưới nước hợp lý, đúng vậy. Tuyển chọn giống mới đúng, có nghĩa là người ta sẽ tạo ra giống mới có hệ số quang hợp cao. Tỉa bớt lá già bị bệnh đúng. Trồng cây với mật độ cao, khi mà trồng cây với mật độ mà không hợp lý, ví dụ như trồng với mật độ cao thì cái hệ số, cái diện tích lá em để quang hợp sẽ giảm, dẫn đến cường độ quang hợp giảm. 19. Sự hấp thụ nước ion khoáng từ tóc vào mạch bộ của rễ theo con đường qua tế bào chất có đặc điểm. Con đường qua tế bào chất, con đường qua tế bào chất là như thế nào? Là đâm xuyên qua tế bào như thế này, được em. Như vậy đối với con đường này nó sẽ đi ngang qua chất nguyên sinh của tế bào. Chính vì vậy chọn nhưng mà lại được chọn lọc. Còn con đường thứ hai là con đường gì các em, qua thành tế bào. Giang bào. Thì nó đi qua giữa các phần kẽ của các tế bào cho nên nhanh nhưng mà không được chọn lọc. Câu 20. Nguyên tố vi lượng chỉ còn một hàm lượng rất nhỏ nhưng nếu không có nó thì cây sẽ còi cọc và có thể bị chết. Nguyên nhân vì các nhân tố vi lượng có vai trò gì các em? Hoạt hóa các enzyme. Mà chúng ta biết rằng enzyme có vai trò rất quan trọng trong quá trình trao đổi chất. Câu 21. Chu trình cố định CO2 ở thực vật C4 diễn ra đâu? Có nghĩa là đối với thực vật C4 á, là giai đoạn đầu cố định CO2, lấy CO2 vào á, là diễn ra ở lục lập của tế bào gì các em? Mô dậu trước. Còn giai đoạn thứ hai thì CO2 này sẽ được nhả ra và lại tiếp tục tái cố định theo chu trình Calvin diễn ra ở lục lập tế bào ba máu mạch. Như vậy đáp án câu này sẽ là gì các em? D. Giai đoạn này, giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra lục lập tế bào mô dậu trước. Giai đoạn tái cố định CO2 diễn ra trong chu trình Calvin là ở lục lập tế bào ba máu mạch. Điều này thích nghi với cái gì các em? Điều kiện của môi trường của những thực vật mà C4 là bao gồm những loài thực vật sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới như là mía, rau dền, ngô, cao lương, kê này. Những sống ở vùng này thì đặc điểm là gì các em? Cường độ ánh sáng cao, oxy cao nhưng mà CO2 thấp. Chính vì CO2 thấp cho nên là quá trình cố định CO2 diễn ra qua hai giai đoạn. Nó sẽ tranh thủ lấy nhanh CO2 ở lục lập mô dậu trước, sau đó là nhả CO2 và CO2 này sẽ tái cố định ở lục lập ba bó mạch ở bên trong. Câu 22.
Nước đi vào mạch gỗ của rễ theo con đường giang bào đến nội bào thì chuyển sang con đường tế bào chất. Bởi vì gì em, tế bào nội bì có đây, capillary có thấm nước không em? À, không thấm nước, cho nên là không vận chuyển qua được. Tế bào nội bì không thấm nước, tế bào nội bì có đai capillary không thấm nước. Như vậy câu nào đúng nhất em? C. Câu 23, cơ quan thoát hơi nước của cây đó chính là cái gì em? Lá. Câu 24, nhận định nào đúng? Ở điều kiện cường độ ánh sáng thấp, tăng nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp, đúng không? Trong ở điều kiện, đối với này thì đây là phần bài gì các em? Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến gì? Quang hợp. Như vậy ảnh hưởng của các nhân tố môi trường thì trong đó là có ảnh hưởng của gì các em? À, cường độ ánh sáng và nồng độ CO2. Vậy thì mối quan hệ giữa cường độ chiếu sáng và nồng độ CO2 là gì? Trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, nếu tăng nồng độ CO2 thì thuận lợi cho quang hợp. Câu C nha các em. Ở điều kiện cường độ ánh sáng cao, tăng CO2 thuận lợi cho quang hợp. 25. Nguồn cung cấp nitơ chủ yếu cho cây đó là gì các em? Khí quyển. Mặc dù là cây đắm mình trong biển khí nitơ, đắm mình trong N2, nhưng cây lại có sử dụng được nitơ không em? À không. À, câu này cô bị nhầm nha. Ví dụ như đề hỏi mà lượng nitơ chủ yếu ở đâu thì chúng ta sẽ trả lời là ở khí quyển nha em. Nhưng mà câu này là nguồn cung cấp nitơ chủ yếu cho cây thì đó là đất chứ không phải là khí quyển nha. Trong khi đấy ví dụ như đề hỏi là gì? Lượng nitơ trong tự nhiên thì chủ yếu ở đâu? Thì đó là N2 của không khí nha. Câu 26, dung dịch bón phân qua lá phải có nồng độ là gì kem? Thấp hay cao? Thấp. Và chỉ bón khi trời gì? Không mưa. Vì sao nồng độ cao thì không được và bón khi trời mưa thì không được? Nếu mà nồng độ cao thì sẽ làm cho ion của các ion khoáng của dung dịch bón phân này sẽ như nào? Cao. Và sẽ làm cho cây sẽ bị gì? Lá sẽ bị héo, bị mất nước. Còn nếu mà bón khi trời mưa thì sẽ bị trôi hết. Như vậy cần phải nồng độ ion khoáng phải thấp và bón khi trời không mưa. 27, lựa chọn đáp án đúng. Trong quang hợp thực vật cam, Abere là sản phẩm cố định CO2 đầu tiên. Cái này là của cam vin chứ không phải là cam. Ribolujer 100 đi phốt phát là chấp nhận CO2. Cái này của C3 luôn nha các em. C3. Chu trình cam vin diễn ra vào ban đêm, sai, diễn ra vào ban ngày. Quá trình lấy CO2 là diễn ra vào ban đêm. Ban đêm thì khí khổng mới mở lúc này để bởi vì nếu mở vào ban ngày thì sẽ bị mất nước. Khí khổng nhận CO2 vào ban đêm đã ổn đi. Câu 28. Lá bị vàng do thiếu diệp lục, có thể chọn những nguyên tố khoáng nào sau đây để bón phân cho cây? Đó là nitơ, magie và gì kem? Sắt. Câu 29, quá trình phân giải kỵ khí và hiếu khí với giai đoạn chung đó là giai đoạn đường phân diễn ra tế bào chất. D. 30, khi sống ở môi trường có khí hậu khô nóng, các loài cây thuộc nhóm thực vật nào sau đây có hô hấp sáng? Những cây mà có hô hấp sáng đó chính là thực vật gì các em? C3. Còn C4 và cam không có hô hấp sáng các em. Còn 31, khi nói về cơ chế hấp thụ khoáng ở thực vật, sai. Tất cả các ion khoáng đều được hấp thụ vào rễ theo cơ chế thụ động. Tất cả là sai. Bởi vì có các ion khoáng có thể được hấp thụ theo cơ chế gì các em? Chủ động. Cây chỉ hấp thụ các dạng ion và quá trình hấp thụ khoáng luôn đi kèm với hấp thụ nước. Đúng. Bởi vì sao các em? Bởi vì các ion khoáng này hòa tan trong nước. Vì vậy nào? Như vậy. Đề hỏi sai hả? Vậy đáp án A rồi. Câu B đúng nha. Sự hấp thụ ion khoáng theo cơ chế thụ động không tiêu tốn năng lượng ATP đúng. Còn chủ động thì tiêu tốn năng lượng ATP. Quá trình hô hấp của tế bào rễ có liên quan đến khả năng hút khoáng của tế bào lông hút đúng nha. Như vậy 31 A. 32. Trật tự các giai đoạn trong chu trình cam vin là gì? Trong chu trình cam vin thì đầu tiên cố định CO2 để tạo ra ABR. Sau đó là khử ABR thành gì các em? ALBR và tái sinh chất nhận và tiếp tục lại cố định CO2. Như vậy đáp án gì các em? AB. Câu 33, ở nội bì
Đai Catri có vai trò là điều chỉnh lượng nhiệt dòng nước và ion khoáng vào trong mạch của rễ và trong trung trụ. Câu 34, khi nói về các nguyên tố dinh dưỡng khoáng chất yếu cho cây có bao nhiêu phát biểu đúng? Về khái niệm các nguyên tố dinh dưỡng khoáng chất yếu cho cây thì chúng ta sẽ có ba ý. Thứ nhất là cái gì em? Nguyên tố mà thiếu nó cây không hoàn thành chu trình sống được. Thứ hai là không thể thay thế được bởi các nguyên tố khác. Và thứ ba là phải trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể. Như vậy ý số 1 đúng rồi nha. Ý số 2 không thay thế bởi các nguyên tố nào khác đúng. Các nguyên tố phải tham gia trực tiếp đúng. Như vậy số 4 không phải. Chúng ta có 3 ý đúng. 35. Trong bảo quản nông sản người ta không dùng biện pháp nào sau đây? Đây là ứng dụng của hô hấp và thực vật như nha. Bảo quản trong điều kiện oxy cao là không. Được chưa? Đấy. Bảo quản trong điều kiện CO2 cao là đúng. Bởi vì sao các em? Khi mà CO2 cao thì nó sẽ chế gì các em? Hô hấp sẽ giảm. Bảo quản trong kho lạnh đúng rồi. Bởi vì nhiệt độ mà cao thì nó sẽ tăng lên cường độ hô hấp. Như vậy chúng ta sẽ có phương pháp bảo quản lạnh hoặc là phơi khô. Phơi khô bởi vì sao? Bởi vì nếu mà độ ẩm cao thì sẽ tăng cường độ hô hấp. 35A. 36. Hệ sắc tố quang hợp phân bố ở đâu của lục lạc? Đó là trên màng tia la của X. Chính vì vậy mà trên màng tia la của X là nơi diễn ra của pha gì? Pha sáng. 37. Giai đoạn quang hợp thực sự tạo ra C6H12O6 ở thực vật C4 là giai đoạn nào sau đây? Ở thực vật C4 thì giai đoạn thực sự tạo ra C6H12O6 đó là giai đoạn chu trình Calvin. Câu 38, hệ sắc tố quang hợp phân bố ở đâu của lục lạc? Màng tia la của XV. 39, ở rễ cây sự hút khoáng thụ động của tế bào thụ động nha các em, phụ thuộc vào chênh lệch nồng độ ion. Chính vì vậy mà nó vận chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp, không tiêu tốn năng lượng. Câu tiếp theo, có bao nhiêu hóa chất nào sau đây có thể được dùng để tách chiết sắc tố của quang hợp? Các loại sắc tố của quang hợp á, thì chúng ta biết rằng là cái gì đây? Được tách ra là nhờ có gì các em? Chính là các dung môi hữu cơ nha các em. Các dung môi hữu cơ này gồm có acetone này, cồn và benzen. Như vậy chúng ta sẽ có ba loại. Câu 40, nhóm động vật nào không có sự pha trộn máu giàu oxy và máu giàu CO2 ở tim? Không pha trộn thì chúng ta, câu A này, lưỡng cư là có pha X này nha các em. Cá xương, chim thú, như vậy đáp án B. Cá xương thì máu ở tim là toàn bộ là máu giàu CO2. Chim và thú thì không có sự pha trộn, vậy nha. Còn lưỡng cư là có pha này. Bò sát là pha này. Bò sát trừ cá sấu. Bò sát trừ cá sấu thì cũng không có pha này. Chim và thú. Câu này có vẻ bị nhầm dữ kiện rồi em. Không có sự pha trộn máu. Đối với cá xương á, thì máu ở tim, ở cả tâm nhĩ và tâm thất thì đều là máu giàu CO2, cũng không có sự pha trộn. Còn ở câu D này em, máu ở bò sát à trừ cá sấu thì không được nha các em, nếu mà cá sấu thì được chứ trừ có cá sấu thì không được. Như vậy câu này đề cho đúng rồi nha. Như vậy thì câu D này bò sát là không được này. Vậy đáp án B. Câu 41, pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng chứa trong các hợp chất hóa học. Trong các hợp chất hóa học này gồm có ATP và NADPHB. 42, trong trồng trọt cần phải làm đất tơi xốp vì các lý do. Ức chế các vi khuẩn phản nitrat hóa, đúng. Bởi vì gì các em, các vi khuẩn phản nitrat hóa này nó biến đổi gì các em? NO3 trừ thành N2. Như vậy sẽ làm mất lượng nitơ của đất. Muối khoáng hòa tan dễ dàng, đúng này. Lông hút phát triển, đúng. Ức chế các vi khuẩn nitrat hóa. Như vậy câu đúng ở đây là 1, 2, 3 nha các em. Câu A. Còn ức chế các hoạt động vi khuẩn nitrat hóa là sai. 42A, 1, 2, 3. 43, thành phần nào sau đây có hàm lượng lớn nhất trong dịch mạch ray? Hàm lượng lớn nhất
Trong dịch mạch ray đó chính là gì em? Glucose. À, chỗ này cô đính chính một tí nha. Thành phần lớn nhất đó là không phải glucose đâu em, đó là saccharose. Thành phần chất hữu cơ mà trong dịch mạch ray thì chủ yếu là saccharose. Ngoài ra còn có các acetamin, vitamin, hormone thực vật và một số hợp chất hữu cơ khác. Câu 44, động vật nào sau đây có dạ dày lơ? Đó là thỏ này, ngựa này. Dạ dày lơ thì chúng ta sẽ có gì các em? Thỏ, ngựa. Như vậy bò, cừu, dê thì có dạ dày 4 ngăn. Câu 45, cô đông nào sau đây nhiệm vụ mở đầu dịch mã? Câu này cô bị nhầm sang 45, 46, em bỏ qua nha. Ở phần di truyền nha các em. 47. Giả sử nồng độ CA2 cộng trong tế bào lông hút của rễ cây là 0,03. Rễ cây không thể hấp thụ thụ động nha. Canxi 2 cộng khi cây sống trong môi trường có nồng độ CA2 cộng mà. Như vậy hấp thụ thụ động thì ở trong đất phải lớn hơn ở rễ. Như vậy ở đây, cái nào nhỏ hơn ở rễ thì không thể hấp thụ thụ động được em. Như vậy câu gì? Câu C. Ở trong đất thì 0,02 mà ở rễ 0,03 thì phải chủ động mới được. 48. Trong quá trình quang hợp với thực vật, hợp chất nào sau đây tách khỏi chu trình Calvin tham gia tổng hợp chất hữu cơ? Đó là ALBR, đáp án C. Câu 49. Rễ cây hấp thụ nước ion khoáng chủ yếu qua gì các em? Niền lông cốt. Câu 50. Quan sát thí nghiệm hình B và chọn kết luận đúng. Đây là thí nghiệm chứng minh gì đây các em? Chứng tỏ quá trình quang hợp. Ở đây là mục đích của cái thí nghiệm này là gì các em? CO2 nó sẽ đi vào trong ống nghiệm, nó tạo ra và sẽ đi vào cái gì các em? Nước vôi, và sẽ làm nước vôi bị gì? Vẫn độc và vẫn đục. Như vậy, đây là thí nghiệm chứng minh quá trình hô hấp ở hạt đang nảy mầm này, bình chứa hạt nảy mầm này coi, có sự thải ra gì? CO2. Như vậy câu này đúng em. Câu A, đây là thí nghiệm chứng tỏ quá trình quang hợp là sai này, hô hấp mới đúng này. Câu C, quang hợp là sai này. Còn câu D, hạt đang nảy mầm tạo ra CO2, CO3 là sai. CO2, CO3 sau khi CO2 gặp nước thì nó mới tạo ra được. Như vậy đáp án gì? Đáp án câu nào đúng này? Câu B. Câu tiếp theo, 51 khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu đúng? Chu trình Calvin tồn tại ở mọi loài thực vật đúng, kể cả C3, C4, cam. Quang hợp quyết định 90 đến 95 năng suất cây trồng đúng. Quang hợp cực đại tại các miền tia đỏ và miền xanh tím đúng nha. Quá trình quang hợp được chia hai pha, pha sáng và tối đúng. Như vậy chúng ta có 4 ý đúng. Câu 52, nitơ được rễ cây hấp thụ dạng NO3 trừ và NH4 cộng B. 53, khi nói về trao đổi nước ở cây đúng, trên cùng một lá nước chủ yếu được thoát qua trên bề mặt lá đúng kem. Trên cùng một lá thì nước được chủ yếu là thoát qua khí khổng. Yeah, câu này sai. Ở lá trưởng thành, hạt lượng nước thoát ra qua khí khổng thường lớn hơn lượng nước thoát ra qua cutin đúng. Bởi vì ở lá trưởng thành thì lượng cutin này như nào các em? Dày. Dòng mạch gỗ vận chuyển các chất hữu cơ là sai, vận chuyển chủ yếu là nước ion khoáng. Câu D. Dòng mạch ray làm vận chuyển nước và hữu cơ từ rễ lên lá là sai. Câu 54. Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về pha sáng của quang hợp thực vật? Quang phân ly nước diễn ra ở trong xoang của tia-la-cu-ít, đúng không? Quang phân ly nước diễn ra trong xoang của tia-la-cu-ít, đúng nha. Sản phẩm của pha sáng cung cấp cho pha tối NADB cộng và ATP, đúng. Sản phẩm của pha sáng thì gồm có NADB cộng, ATP và oxy. Nhưng mà có cung cấp cho pha tối thì gồm có hai sản phẩm này, đúng không? Oxy được giải phóng từ trong quá trình quang phân ly nước đúng. Ý số 4, pha sáng chuyển hóa năng lượng của ánh sáng thành năng lượng chứa trong ATP và NADPH. Đúng không em? Đúng rồi. 4 ý đúng nha em. Câu 55. Có thể sử dụng hóa chất nào sau đây để phát hiện diệp lục và caroten núi?
Như vậy các loại sắc tố như diệp lục và carotenoid thì có thể tan trong các dung môi hữu cơ. Như vậy đối với câu này chúng ta sẽ chọn B. 56. Sắc tố nào sau đây trực tiếp tham gia chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng chứa trong các liên kết hóa học? Để trực tiếp tham gia chuyển hóa thì đó là diệp lục gì các em? Câu 57. Trong phòng thí nghiệm phát hiện hô hấp và thực vật, khi đưa que diêm đang cháy vào bình chứa hạt đang nảy mầm thì que diêm sẽ bị tắt. Giải thích nào sau đây đúng? Như vậy giải thích là gì các em? Là quá trình hô hấp thì nó sẽ gì các em? Nó sẽ hấp thụ oxy. Bình chứa hạt sống có nước nên que diêm không cháy được. Bình chứa hạt sống thiếu oxy do hô hấp đã hút hết oxy. Như vậy câu gì? B. 58. Lông hút của rễ do tế bào nào sau đây phát triển thành? Đó là tế bào gì các em? Biểu bì. Câu 59. Quá trình thoát hơi nước có vai trò. Thoát hơi nước thì có vai trò đó là tạo động lực trên để hút nước và chất khoáng từ rễ lên. Ngoài ra còn có gì các em? Thải oxy ra ngoài, đúng không các em? Và điều hòa gì các em? Nhiệt độ. Như vậy trong câu này chỉ có B thôi. 60. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào là bằng chứng chứng minh rễ cây hút nước chủ động? Rễ cây hút nước chủ động thì chúng ta sẽ có bằng chứng nào các em? Hiện tượng rỉ nhựa và hiện tượng ứ giọt 1 và 2. Đó là hiện và đó là gì các em? Do áp suất rễ. Ở ngô, quá trình thoát hơi nước chủ yếu diễn ra ở đâu các em? Lá. 62. Khi nói về hô hấp đối với thực vật, khái niệm là đúng. Phân giải chất hữu cơ, tích lũy năng lượng sai. Hô hấp là phân giải chất hữu cơ đúng rồi, nhưng mà giải phóng năng lượng chứ không phải là tích lũy năng lượng. Như vậy câu nào các em? B là đúng. Phân giải chất hữu cơ, giải phóng năng lượng. Còn quang hợp thì mới là tích lũy chất hữu cơ các em. Và tổng hợp chất hữu cơ và tích lũy năng lượng. Được chưa? 62B. Như vậy hô hấp này phân giải chất hữu cơ, giải phóng năng lượng thì đây là thuộc về quá trình gì các em? Dị hóa. 63. Những lý do nào dưới đây làm cho cây trên cạn bị ngập úng lâu ngày sẽ bị chết? Rễ cây bị thiếu oxy cho nên cây hô hấp không bình thường, đúng không em? Đúng. Lông hút sẽ bị chết, đúng. Như vậy khi mà thiếu oxy thì các tế bào lông hút sẽ bị tiêu biến, bị gãy. Cân bằng nước trong cây sẽ bị gì? Phá hủy. Câu này đúng hàng ngang. Cái số 4, cây bị thừa nước, tất cả các tế bào đều bị uống nước, tất cả các tế bào đều bị uống nước là chưa đúng. Như vậy chúng ta sẽ có ý một gì? 2 3 6 3 a. 64. Ở thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là đa lượng? Đa lượng đó là gì kem? Carbon. Còn molybden, sắt và bo thì đó là nguyên tố gì? Vi lượng. 65. Khi nói về pha sáng quang hợp đúng, còn nguyên liệu ATP, NADPH và nước. NADP cộng chứ không phải là NADPH. NADPH là sản phẩm rồi nha các em. Diễn ra trong trên màng tia la của ít chứ không phải chất nền của lục lập. Tạo ra các sản phẩm ATP, NADPH và oxy đúng nha. Không cần ánh sáng là sai. Pha sáng thì chắc chắn phải cần ánh sáng. Câu 66. Cây sinh trưởng tốt trên đất có nhiều mùn, có bao nhiêu giải thích đúng? Trong bùn có nhiều không khí, trong bùn có các hợp chất nitơ, trong bùn cây dễ hút hơn, trong bùn chứa nhiều chất khoáng. Như vậy giải thích nào đúng nhất em? Như vậy thì ở trong bùn thì rõ ràng là có các hợp chất nitơ và các có nhiều gì các em? Chất khoáng rồi, đúng không nào? Còn đối với trong bùn có nhiều không khí và cây dễ hút hơn thì trong bùn thì nó sẽ tơi xốp. Chính vì vậy có nhiều không khí và cây dễ hút nước hơn là cũng đúng. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có gì các em? Bốn yếu đúng. Câu 67. Ở thực vật sống trên cạn, nước và các ion khoáng được hấp thụ chủ yếu ở cơ quan đó là gì các em? Rễ. 68. Lá cây bị vàng được đưa vào gốc hoặc phun lên lá, ion nào sau đây thì lá cây sẽ xanh lại? Như vậy đó là gì các em? Magie. Khi nói về ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến hô hấp ở thực vật, phát biểu là sai. Nước cần cho hô hấp, mất nước làm tăng hô hấp là sai nha em, mất nước sẽ làm giảm hô hấp. CO2 là sản phẩm cuối cùng của hô hấp, hiếu khí
nồng độ CO2 cao sẽ ức chế hô hấp. Vậy CO2 là sản phẩm của hô hấp chúng ta đúng không em? Đúng. Trong điều kiện nồng độ CO2 cao sẽ ức chế hô hấp. Câu này đúng nha. Khi nhiệt độ tăng, cường độ hô hấp tăng theo tới hạn giới hạn mà hoạt động sống của tế bào vẫn còn bình thường. À, câu này hỏi sai hả em? Cô nhầm, em xin lỗi em. Câu này hỏi sai thì chúng ta sẽ có câu gì? A. Câu B có thể đúng này, câu C này. Khi nhiệt độ tăng thì cường độ hô hấp tăng tới giới hạn mà hoạt động sống của tế bào vẫn còn bình thường, tăng chỉ tới giới hạn thôi. Còn nếu như mà nhiệt độ cao quá thì nó sẽ ảnh hưởng tới hô hấp. Oxy cần cho hô hấp hiếu khí, giải phóng hoàn toàn nguyên liệu hô hấp luôn. Như vậy 69A. 70. Ở thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào là nguyên tố vi lượng? Ở trong câu này là sao? 71. Trong một thí nghiệm, người ta xác định được lượng nước thoát ra và hút vào của mỗi cây cùng một đơn vị thời gian như sau. Theo suy luận lý thuyết, cây nào không bị héo? Như vậy, lượng nước hút vào, thoát ra. Ở loại A, các em thấy tương đương nhau. Ở loại B, hút vào, thoát ra. 31, 29 cũng tương đương nhau. C. Cây nào sẽ không bị héo? Cây héo có nghĩa là gì các em? Lượng nước thoát ra nhiều hơn lượng nước hút vào. Như vậy ở đây nó chênh nhau, mình không phải lấy cái số gần nhau tỷ lệ, mà ở đây nó chỉ chênh nhau 2 gram thôi. Như vậy lượng nước thoát ra nhiều hơn, cái này bị héo. B. Lượng nước hút vào lớn hơn lượng nước thoát ra, cái này không bị héo, đúng không? Câu C này thoát ra 34 mà hút vào có 32. Tương tự như vậy C và D sẽ gì các em? Bị héo. Vậy không bị héo thì chỉ có cây B được. Câu B hai, khi nói về hô hấp thực vật đúng. Quá trình hô hấp ở hạt đang nảy mầm diễn ra mạnh hơn ở hạt đang giai đoạn này đúng không em? Mạnh hơn là đúng. Hô hấp tạo ra sản phẩm trung gian cho quá trình tổng hợp chất hữu cơ đúng. Phân giải kỵ khí bao gồm Krebs và chuỗi chiền là sai. Phân giải kỵ khí và hiếu khí, quá trình glucose thành axit pyruvic diễn ra trong tia thể là sai. Quá trình này diễn ra ở tế bào chất. Như vậy ở đây chúng ta có 2 câu đúng. 73. Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối sản phẩm là ATP và NADP ha. 74. Nguyên liệu, những nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi lượng? Kali. Kali là đại lượng nha. Cái đây chính là vi lượng nha. Carbon là gì đây? Đại lượng. Canxi là đại lượng. Như vậy B. Câu 75, khi nói về quang hợp đúng. Nếu không có diệp lục A vẫn có diệp lục, nhưng vẫn có diệp lục B và các sắc tố khác thì cây vẫn quang hợp nhưng hiệu quả quang hợp thấp hơn. Sai. Phải có diệp lục A để chuyển hóa năng lượng trực tiếp từ năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học như em. Chỉ cần có ánh sáng, có nước và CO2 thì quá trình quang hợp luôn diễn ra. Như vậy chỉ cần ánh sáng từ luôn là sai. Phải phụ thuộc vào các yếu tố khác, ví dụ như nhiệt độ ion hóa, các nhiệt độ môi trường. Nếu không có CO2 thì sẽ không có quá trình quang phân ly nước. Quá trình quang phân ly nước là diễn ra nhờ có gì em? Nước, ánh sáng, sắc tố quang hợp nha. Quang hợp quyết định 90 đến 95% năng suất cây trồng. Như vậy số phát biểu đúng ở đây chúng ta có 1. Ở thực vật, bào quang nào sau đây thực hiện chức năng quang hợp? B. 77. Khi nói về trao đổi nước của thực vật sai. Áp suất rễ gây ra hiện tượng ứ giọt của lá cây đúng nha. Ứ giọt và gì? Rỉ nhựa nữa. Dịch mạch gỗ được vận chuyển theo chiều từ lá xuống rễ sai. Dịch mạch gỗ là từ rễ lên gì? Lá. Chất hữu cơ được dự trữ trong củ chủ yếu được tổng hợp ở lá đúng. Sự thoát thân hơi nước ở lá là động lực kéo dòng mạch gỗ đúng. 77B. 78. Khi nói về quá trình hô hấp hiếu khí thực vật, phát biểu là đúng. Quá trình hô hấp sẽ bị ức chế nếu nồng độ CO2 quá thấp. Quá cao chứ quá thấp thì không bị. Nếu nhiệt độ quá thấp thì sẽ ức chế quá trình hô hấp đúng nha. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ có gì game bảo quản
trong điều kiện gì? Nhiệt độ thấp. Ở hạt đang nảy mầm, quá trình hô hấp mạnh hơn so với hạt khô đúng. Trong thí nghiệm phát hiện hô hấp, hiện tượng làm đục nước vôi là minh chứng chứng tỏ hô hấp sử dụng oxy. Sai nha. Hiện tượng này chứng minh hô hấp tạo ra gì em? CO2. Như vậy chúng ta có hai đúng. 79. Bộ phận nào là cơ quan quan hợp? Bộ phận nào của cây? Bộ phận nhân kem chứ không phải bào quang nha. Đó là lá. Hiện tượng ứ giọt ở cây thân thảo vào một buổi sáng là do gì đây? Sáng sớm là do gì? Do áp suất rễ. Lực đẩy của áp suất rễ là đẩy từ rễ lên lá. Mà khi mà đẩy lên thì độ ẩm của lá và không khí là nó bằng nhau. Chính vì vậy mà không thoát ra được. Đúng không? Do không thoát ra được cho nên là gây ra hiện tượng ứ giọt. Như vậy câu nào đúng nhất nha? Lực thoát hơi nước của lá đã kéo nước từ rễ lên lá. Lúc này không có thoát hơi nước nha. Lực đẩy của áp suất rễ từ đẩy nước từ rễ lên lá đúng. Lực liên kết giữa nước với thành lạch dẫn. Quá trình hô hấp của cây đã tạo ra nước và nguyên tố xoay. Như vậy, 80B. 81 khi nói về pha sáng quang hợp thực vật đúng. Pha sáng là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng chứa trong ATP NADH đúng. Pha sáng diễn ra trong chất nền stroma sai, trên màng vi lan quýt. Pha sáng sử dụng nước là nguyên liệu đúng, quang phân ly nước. Pha sáng phụ thuộc vào cường độ ánh sáng và thành phần quang của ánh sáng đúng. 82. Đường phân là quá trình phân giải gì nha? Glucose thành axit gì? Pyruvate. Bài hô hấp như này. B. Giai đoạn nào chung cho quá trình hô hấp và lên men? Đó là đường phân. Diễn ra tới bằng chất. Giả sử CA2 cộng ở lông hút là 0,03. Rễ cây không thể hấp thụ thụ động CA ở trong môi trường gì nha? Câu này là bằng rồi C. 85. Thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm là vận tốc lớn và được điều chỉnh nha. B. Còn qua cutin thì vận tốc bé không được điều chỉnh. 86 khi nói về hô hấp hiếu khí thực vật đúng. Quá trình hô hấp làm phân giải chất hữu cơ. Đúng không? Đúng nha. Quá trình hô hấp sẽ bị ức chế nếu nồng độ CO2 như thế nào các em? Cao. Sao? Như vậy câu A đúng nha. Ở hạt khô nếu tăng độ ẩm thì sẽ làm giảm cường độ hô hấp. Nếu tăng độ ẩm thì sẽ làm tăng cường độ hô hấp. Quá trình hô hấp thường hấp thu nhiệt là sao? Quá trình hô hấp thường tỏa nhiệt tạo ra nhiệt độ các em. 86A, 87. Khi nói về trao đổi khoáng của cây, bao nhiêu phát biểu đúng? Cây hấp thụ được muối khoáng ở dạng hòa tan trong nước đúng. Muối khoáng tồn tại trong đất đều ở dạng hợp chất và cây chỉ hấp thụ dưới dạng các hợp chất. Muối khoáng tồn tại đều ở dạng hợp chất là sai nha. Dư lượng phân bón làm xấu tính lý hóa của đất, giết chết vi sinh vật có lợi đúng. Bón phân dư thừa sẽ gây độc cho cây, gây ô nhiễm môi trường đúng. Hai đúng. 88. Thoát hơi nước qua cutin có đặc điểm vận tốc nhỏ không được điều chỉnh. C. 89. Thực vật nước và ion khoáng vận chuyển từ rễ lên thân là nhờ mạch gì? Mạch gỗ. 90. Khi nói về ảnh hưởng nhân tố môi trường đến quang hợp, phát biểu là sai. Cường độ quang hợp luôn tỷ lệ thuận với cường độ hô hấp đúng không em? À, cường độ ánh sáng sai bị luôn, chưa chắc là luôn, bởi vì khi mà cường độ ánh sáng tới vượt qua cái cường độ ánh sáng mà tối đa thì gọi là điểm bão hòa ánh sáng các em, thì cường độ quang hợp nó sẽ giảm. Quang hợp bị giảm mạnh và có thể bị ngừng trệ khi cây bị thiếu nước đúng. Nhiệt độ ảnh hưởng quang hợp thông qua ảnh hưởng các enzyme đúng. CO2 ảnh hưởng đến quang hợp vì CO2 là nguyên liệu của pha tối đúng rồi. 90A. 91. Rễ cây hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua miền lông cốt. 92. Rồi, như vậy đây là thí nghiệm chứng minh gì các em? Quá trình quang hợp ở hạt đang nảy mầm có thải ra CO2B. 93. Rễ cây được nitơ hấp thụ N24 cộng N3 trừ B. Phát biểu đúng khi nói về trao đổi nước ở thực vật. Trên cùng một lá, nước chủ yếu được thoát qua trên bề mặt lá sai, qua khí khổng là chủ yếu. Ở lá trưởng thành, lượng nước qua khí khổng thường lớn hơn lượng nước qua cutin đúng, bởi vì cutin dày sẽ cản bớt thoát hơi nước qua cutin. Dòng mạch gỗ vận chuyển chất hữu cơ và ion khoáng từ rễ lên lá chứ không phải là lá xuống rễ.
Dòng mạch gây là ray làm nhiệm vụ vận chuyển nước và chất hữu cơ từ rễ lên lá, đúng không em? Từ lá xuống rễ, từ cơ quan nguồn đến cơ quan chứa, 94B. Cây xanh hấp thụ canxi ở dạng Ca hay cộng. Như vậy, đối với thực vật thì sẽ hấp thụ các ion khoáng là chủ yếu dưới dạng gì em? Ion. 96, quá trình thoát hơi nước có vai trò làm gì đây? Tạo lực hút để hút nước chất khoáng từ rễ lên. 97, phát biểu là đúng khi nói về vai trò của hô hấp đối với đời sống thực vật. Phân giải chất hữu cơ, giải phóng năng lượng về. 98, đúng khi nói về pha sáng. Câu này nha. Tạo ra sản phẩm ATP, NADPH, oxy. 99, ở thực vật nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào là vi lượng? Như vậy ở trong đây sẽ là gì em? Sắt. 100, nguyên tố nào là thành phần cấu trúc của diệp lục? Đó là gì? Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong 100 câu trắc nghiệm ở phần chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật. Và chúc em học tốt và làm tốt ở phần này nha. Và xin chào các em, nhớ đăng ký kênh cho cô.